có thể nói trong bối cảnh thị trường ưa chuộng những năng lượng xanh và sạch và đang khuyến khích sử dụng năng lượng xanh sạch như vậy, thì hàng loạt mẫu ô tô điện chuẩn bị ra mắt Việt trong thời gian tới đây. Hyundai Ioniq số 5, VinFast VF8, VF9 hay là Kia EV6 là những mẫu xe ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Một trong những mẫu xe điện chuẩn bị ra mắt thị trường Việt, Hyundai Ioniq 5 là cái tên gây bất ngờ nhất khi trước đó Hyundai chưa hề có một thông tin nào về việc bán xe điện ở tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ ra mắt tại nhà máy của hãng ở Ninh Bình vào ngày 26 tháng 4 và hãng cho biết là chưa có kế hoạch bán ra mẫu xe này trong năm mà chỉ mang về cho khách hàng trải nghiệm và nhận phản hồi để mà phát triển sản phẩm phù hợp với môi trường và thị trường Việt Nam. Năm sau có thể mới là lúc hãng bán đại trà và lúc đó sẽ được lắp ráp trong nước chứ không phải là xe nhập khẩu. Tuy vậy, một số nhân viên bán hàng ở các đại lý cho biết là có thể một lượng nhỏ khách hàng giới hạn vẫn có thể mua được mẫu xe này, nhưng có những điều kiện riêng không công bố rộng rãi như cách mà đang bán xe Genesis hiện tại. Mức giá có thể hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Ioniq 5 là ô tô thuần điện phát triển dựa trên nền tảng eGMP của Hyundai và chưa rõ là gói pin và cách trang bị sẽ được mang về Việt Nam. Ở tại thị trường Malaysia thì có giá khởi điểm từ 47.000 đô la Mỹ, hai lựa chọn gói pin gồm 58 kW và 72,6 kW. Gói pin 58 kW đi kèm động cơ điện 170 mã lực, moment xoắn là 350 N, dẫn động cầu sau. Với pin 72,6 kW, xe sẽ có hai động cơ điện công suất là 305 mã lực, moment xoắn là 605 N, dẫn động hai cầu AWD. Phạm vi hoạt động là 430 km, xe hỗ trợ sạc 400V và 800V. Với bộ sạc nhanh DC 350 kW, thời gian sạc từ 10 đến 80% chỉ trong vòng 10 phút và thậm chí chỉ cần 5 phút cắm sạc thì xe có thể di chuyển là 100 km. Được biết là Hyundai Ioniq 5 là phiên bản thương mại của mẫu Concept 45 ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Parametric Dynamics. Tất cả các chi tiết được tạo hình sắc sảo, nắp capo hình vỏ sò, thun mượt, hạn chế tối đa khe hở nhằm tăng tính khí động học. Ở thân xe có tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm 20 inch, hệ thống đèn chiếu sáng điểm ảnh cho cả phía trước và sau là chi tiết không thể không nhắc tới. Mặt sàn bên trong khoang lái được làm phẳng hoàn toàn bộ ghế ngồi và các vị trí mà người dùng chạm đến được bọc lớp vật liệu thân thiện với môi trường như là sợi gốc thực vật, nhựa tái chế hoặc là sợi len tự nhiên. Hàng ghế trước trên xe là loại chỉnh điện có thể nghiêng và phần lưng có thể thu gọn lại 30% nhằm mang lại không gian rộng rãi cho hàng ghế sau. Bảng điều khiển trung tâm Universal Island có thể lùi lại là 140mm cùng với ghế trước. Bảng táp lô thiết kế tối giản với màn hình 12 inch, trong đó một màn hình thực hiện chức năng của cụm đồng hồ lái và màn hình cảm ứng trung tâm HUD cung cấp dữ liệu liên quan đến chiếc xe cho người sử dụng. Hàng ghế phía sau ứng dụng công nghệ V2L nhằm giúp cho khách hàng sạc bất cứ thiết bị điện như là đạp hay là xe máy điện, đồ cắm trại, một thiết bị nguồn điện thứ hai là 3,6 kW ở bên ngoài để tăng tính tiện dụng cho người tiêu dùng. Ở tại thị trường Hoa Kỳ thì giá thấp nhất cho dòng xe này được bán là 44.000 đô la Mỹ. Và được đánh giá khi về đến Việt Nam, Hyundai Ioniq 5 sẽ là đối thủ trực tiếp của Kia EV6 chuẩn bị trình làng vào quý thứ 3 2022. Nói về kích thước tổng thể của Hyundai Ioniq 5 đạt là 4635, 1890 và 1605mm, tương ứng với chiều dài rộng cao và chiều dài cơ sở là 3000mm. Hyundai Ioniq dài hơn so với VinFast VF8 nhưng hẹp hơn 10mm, thấp hơn 55mm do là chiếc SUV line hatchback. Hyundai Ioniq 5 là mẫu xe hơi đầu tiên được hãng xe Hàn Quốc ứng dụng nền tảng eGMP do chính Hyundai phát triển, với phần khung gầm kéo dài, việc điều khiển thoải mái hơn và kiến tạo không gian nội thất rộng rãi hơn.